Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 11 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc điều tàu áp sát Nha Trang khi Việt Nam gần Mỹ. Vâng, một thông tin hết sức mới trong ngày hôm nay đã diễn ra. Đó là việc ngay sau khi tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc rút về Trung Quốc được một thời gian ngắn thì hôm nay tàu Hải Dương 9 của Trung Quốc lại tiếp tục được điều vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và điều đó đã diễn ra vào thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2019. Trung Quốc đã tiếp tục điều tàu thăm dò 9 cùng đội tàu hải cảnh dầm rộ đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và thông tin mà nhà nghiên cứu của Việt Nam đã chia sẻ ngày hôm nay để chúng ta cùng biết hải trình của chiếc tàu này đang nằm ở đâu. Đây là hình ảnh do nhà nghiên cứu Phạm Thắng Nam đưa ra vào hôm 18 tháng 11 năm 2019 với vị trí tàu Hải Dương 9 của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cách bờ biển Nha Trang chỉ có 204 km mà thôi. Nếu để gần lại chúng ta sẽ thấy rất rõ rằng hình ảnh này được ghi nhận rất mới và đặc biệt nguy hiểm khi chiếc tàu này đi rất nhanh vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và không cảnh báo gì. Cũng như báo chí trong nước cũng chưa hề đăng tải những thông tin và nội dung nguy hiểm này. Và đây theo thông tin của ông Phạm Thắng Nam đưa ra, ông nói tin rất quan trọng. Tàu Hải Dương địa chất 89 đã bất đặc ngờ đi xuống vụ, theo hướng Tây Nam xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trong những ngày qua 13, 14, 15 và 16 tháng 11 năm 2019, các tàu hải dương địa chất 9, 2 tàu địa dương hải chất 10, hải dương địa chất 6, tức là tàu nghiên cứu khoa học, tập trung tại vùng biển gần Ma Cao, Hồng Kông, sau khi chúng rời khỏi các biển bến đỗ tại vùng biển Xuyên Si, Quảng Châu. Vào lúc 15 giờ 12 phút ngày 16 tháng 11 năm 2019 giờ Việt Nam, tàu hải dương địa chất 9 bất ngờ di chuyển xuống theo hướng Tây Nam chạy thẳng đến vùng biển Việt Nam tàu chạy với tốc độ rất nhanh, khoảng 13 đến 14 hải lý một giờ, tức là tương đương với khoảng 24 đến 26 km một giờ. Hiện nay, vào lúc 15 giờ 23 phút ngày 18 tháng 11 năm 2019, ông nói, theo giờ Việt Nam, Hải Dương Địa Chất 9 đã vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở vị trí ngang với cảng Cam Ranh, cách hòn lớn Nha Trang khoảng 110,6 hải lý, tức là tương đương với 204 km mà thôi có thể Trung Quốc sẽ thực hiện một đợt khảo sát mới và tàu Hải Dương địa chất 9 sẽ thay thế nhiệm vụ của tàu Hải Dương địa chất 8 đã làm trước đó cả 4 tháng. Đây là chia sẻ của ông nhà nghiên cứu Phạm Thắng Nam liên tục đã đưa ra trong thời gian vừa qua về các hoạt động của tàu Trung Quốc xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam và đến thời điểm này chúng ta cũng uh, cũng ghi nhận rằng chiếc tàu này vẫn chưa bị sự ngăn cản nào đó của hải quân Việt Nam cũng như tàu kiểm ngư Việt Nam hoặc cảnh sát biển Việt Nam mà nó vẫn tiếp tục đi sâu càng ngày càng sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và rất sát Nha Trang. Và lần xâm nhập lần này, Trung Quốc điều tàu rất lớn là tàu Hải Dương 9. Nó hiện đại hơn hẳn tàu Hải Dương 8 lần trước đã hoạt động trên 4 tháng trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và đây là hình ảnh chiếc tàu Hải Dương 9 mà Trung Quốc đã điều vào lần này. Vào giờ này, tức là 8 giờ ngày 18 tháng 11 năm 2019, giờ Việt Nam Tàu Hải Dương địa chất 9 đã ở vị trí ngang với Phan Rang, Tháp Tràm và đang đi xuống theo hướng Tây Nam, hướng đến khu vực Đá Lát, Phúc Tần và Bãi Tư Chính. Tàu di chuyển với tốc độ cao khoảng 10-11 hải lý 1 giờ, tức là 18-19 km một giờ. Hải Dương địa chất 9 dài 87,07 m, rộng 17 m, trọng tải 5.178 tấn, chế tạo vào năm 2017. Lớn và hiện đại hơn, tàu Hải Dương 8 đã xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong gần 4 tháng qua. Tàu Hải Dương Địa Chất 10 đỗ tại vùng biển Ma Hồng Kông, hiện đang bật đèn satellite AIS ở trạng thái khởi động. Cũng không loại trừ hoàn toàn khả năng Trung Quốc đưa cả tàu Hải Dương Địa Chất 10 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để tiến hành khảo sát cùng với tàu Hải Dương Địa Chất 9, gây khó khăn cho Việt Nam trong việc đối phó cùng lúc với hai tàu khảo sát rất lớn của Trung Quốc ở cả hai khu vực khác nhau thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và có lẽ đây là một biện pháp mà Trung Quốc bắt đầu tiếp tục đưa ra để uh, tìm mọi cách khống chế Việt Nam trên Biển Đông và họ cũng khẳng định cái chủ quyền của họ ở với đường chín đoạn, tức là đường lưỡi bò mà Trung Quốc luôn luôn nói tới. Và đây xin mời các bạn xem hình ảnh của chính chiếc tàu Hải Dương 9 mà chúng tôi cũng đã ghi nhận ngày hôm nay để các bạn cùng biết nó sẽ hoạt động như thế nào. Đây là chiếc tàu. Chiếc tàu này rất lớn và hiện đại

dò của chiếc tàu này trên các vùng biển và nó sẽ làm tương tự như vậy đối với vùng biển vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và đây là các mẫu thăm dò nó lấy được. Khoan lấy được ở dưới lòng biển. Vâng, đây là chúng các bạn vừa xem cái hình ảnh rất là sinh động của chiếc tàu Hải Dương 9. Và sau đây tiếp tục mời các bạn xem uh, những thông tin mới nhất mà phản ứng của Mỹ, của Việt Nam trong thời gian vừa qua uh, khi uh, có những hành động của Trung Quốc bắt đầu tiếp tục xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Và vừa qua tại hội nghị các bộ trưởng quốc phòng ở Bangkok, bộ trưởng quốc phòng Mỹ đã lên tiếng Binh vực Việt Nam trên Biển Đông và yêu cầu Trung Quốc không được bắt nạt Việt Nam. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy rất rõ rằng uh, bộ trưởng quốc phòng Mỹ SP lên tiếng Binh vực Việt Nam trước sự bá quyền của Bắc Kinh và báo chí quốc tế đã bắt đầu đăng tải. Đây là hình ảnh của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa. Hôm 18/11, Trung Quốc đã hối thúc quân đội Hoa Kỳ ngừng phô trương sức mạnh trên biển Đông đang có tranh chấp. Cùng lúc Washington lên tiếng binh vực Hà Nội trước hành động của Bắc Kinh cản trở Việt Nam khai thác dầu khí ở biển Đông. Và liên quan đến tình hình biển Đông, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng cho biết thêm như sau. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, đại tá Ngô Khiêm, tức là người trong tấm hình này, nói với các phóng viên ở Bangkok rằng Biển Đông là một trong những vấn đề được thảo luận. Trước đó, trong cùng ngày khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, Mark Esper có cuộc gặp lần đầu tiên với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Ngụy Phượng Hòa. Hai bên gặp nhau hơn nửa tiếng bên lề hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng vào hôm 18 tháng 11 vừa qua. Và nhà cầm quyền Bắc Kinh đã rất khó chịu trước Việt Trung Quốc đã bị các nước phản đối khi tham gia vào những hoạt động ở trên biển Đông và đặc biệt Trung Quốc cũng khó chịu khi Mỹ đưa tàu chiến và tàu sân bay đi qua lại và tuần tra trên vùng biển Đông này. Và đây là thông tin tiếp theo. Đây là hình ảnh của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark SP bên phải gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa bên trái bên đề hội nghị Bangkok, Thái Lan vào hôm 18 tháng 11 năm 2019. Chúng tôi đồng ý tiếp tục hội đàm và tiếp xúc thường xuyên, Bộ trưởng SP nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo ngắn. Chúng tôi sẽ tiếp tục đạt được tiến bộ trong các vấn đề, ông SP nói thêm. Phát ngôn viên Ngô nói tại một cuộc họp báo rằng hai nhà lãnh đạo quốc phòng đã có một cuộc gặp gỡ rất tích cực và mang tính xây dựng và đồng ý trên nhiều khu vực, nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng ông nói rằng Bắc Kinh thấy khó chịu trước sự hiện diện của Hải quân Hoa Kỳ ở Biển Đông. Ông Ngô nói rằng Bộ trưởng Ngụy đã tái khẳng định cam kết của Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi hàng hải của Trung Quốc trên Biển Đông. Phía Trung Quốc cũng kêu gọi phía Hoa Kỳ ngừng thị uy cơ bắp ở Biển Đông và không kích động leo thang căng thẳng ở Biển Đông. Ông Ngô nói thông qua một phiên dịch của Trung Quốc. Được hỏi cụ thể về sự phản đối của Trung Quốc, ông Ngô nói rằng Hoa Kỳ nên ngừng can thiệp vào Biển Đông và ngừng khiêu khích quân sự. Đây là hai bộ trưởng Trung Quốc và Mỹ đã gặp nhau tại Bangkok hôm qua. và quân đội Mỹ đã thẳng thừng tuyên bố ngay lập tức với rất đanh thép là họ vẫn tiếp tục thực hiện các đợt tuần tra trên Biển Đông mặc cho quân đội và phía Trung Quốc phản đối. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark SP trong cuộc họp hôm 18 tháng 11 năm 2019 tại Thái Lan. Ông Johan Hoffman, người phát ngôn của Bộ trưởng SP, nói trong một tuyên bố sau đó rằng Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ tái khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ cử máy bay, tàu, để tuần tra bất cứ nơi nào pháp luật quốc tế cho phép và chúng tôi sẽ bảo vệ khuyến khích các quốc gia có chủ quyền khác cùng hành động tương tự. Thì như vậy là rõ ràng là Mỹ sẽ ủng hộ cho cái tự do hàng hải ở đây và trong đó có Việt Nam. Và trong bài phát biểu tại kỳ họp ASEAN và Mỹ hôm 18 tháng 11, Bộ trưởng SP nói thêm rằng Trung Quốc đã tăng cường sử dụng cái mà họ gọi là tàu dân quân hàng hải để xua đuổi các thủy thủ và ngư dân Philippines, Indonesia, Malaysia và Việt Nam cũng như sử dụng các lực lượng bảo vệ bờ biển để ngăn chặn Việt Nam khoan dầu và khí đốt tự nhiên ngoài khơi bờ biển của nước này Đó, ông bộ trưởng quốc phòng mỹ đã nói như vậy và rõ ràng với qua những thông điệp như thế này thì chúng ta đã biết rất rõ rằng trong thời gian vừa qua uh, trung quốc đã liên tục đưa tàu hải cảnh vào quấy rối và không cho việt nam khoan và thăm dò dầu khí ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của mình và mỹ cũng phản đối trung quốc gây rối các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí của các nước khác trên biển đông và đây là thông tin tiếp theo Hiện tại công ty ExxonMobil của Mỹ đang hợp tác với Việt Nam để khai thác mỏ dầu khí cá voi xanh và hiện nay Trung Quốc cũng đang gây rối để gây sức ép với những công ty ExxonMobil uh, uh, này của Mỹ. Thông qua các hành động khiêu khích lặp đi lặp lại để khẳng định đường chiến đoạn, Bắc Kinh đang ngăn cản các thành viên ASEAN tiếp cận hơn 2,5 nghìn tỷ đô la dự trữ năng lượng, đồng thời châm ngòi cho sự bất ổn và tăng nguy cơ xung đột. Ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ uh, SP đã nói như vậy. Hành vi này tương đương phản tương phản với trật tự dựa trên quy tắc mà tất cả chúng ta đang cùng nhau thực hiện và vun đắp trong hơn 70 năm qua. Ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói tiếp. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cho biết thêm các hành động ở biển Đông của Bắc Kinh đưa ra một thách thức hàng hải, đòi hỏi một giải pháp đa phương. Và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, đưa ra cáo buộc hành động gây rối của nước ngoài tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, tuy nhiên ông cũng không nói rõ đó là Trung Quốc. Đây là hình ảnh của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch phát biểu tại Bangkok hôm 17 tháng 11 năm 2019 vừa qua. Hôm 17 tháng 11, trong bài phát biểu tại hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tại Bangkok, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch cũng đề cập đến vấn đề biển Đông, nói rằng căng thẳng vừa qua là là do có những hành động đơn phương không tôn trọng lợi ích hợp pháp và chính đáng của các nước khác. Ông Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã nói như vậy. Và dường như không thể chịu đựng được cái sự tham lam và ngang ngược của người đồng chí Trung Quốc và cũng không thể một mình đương đầu với họ nên Việt Nam đe dọa sẽ đưa vấn đề này ra trước ASEAN hoặc thậm chí tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Biển Đông sẽ được đưa lên bàn nghị sự của cả ASEAN và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ngày 18 tháng 11 tại Hà Nội, Việt Nam tổ chức họp báo quốc tế về năm chủ tịch ASEAN dưới sự chủ trì của Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng người ở trong hình ảnh này. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cho biết Biển Đông là vấn đề được các nước trong khu vực và quốc tế quan tâm về cả năm nội dung hòa bình, ổn định, tự do, an toàn hàng hải và hàng không. Việc tuân thủ pháp luật và các bên có tuyên bố về ứng xử trên biển Đông DOC, việc xây dựng COC uh, quy tắc ứng xử và tình hình trên thực địa, tình hình hoạt động của ngư dân, cả việc đánh cá của ngư dân và công tác bảo vệ dành cho ngư dân. Tất cả những vấn đề trên sẽ được thảo luận trên bàn hội nghị có thể là cả của ASEAN và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Dũng nói như vậy. Và thời điểm này căng thẳng đang leo thang khi Trung Quốc tiếp tục đưa đội tàu Hải Dương 8 và tàu Hải cảnh xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhưng chúng ta không hề thấy các nước cùng thể chế chủ nghĩa cộng sản mà Việt Nam gọi là anh em như Lào, Cuba, Bắc Triều Tiên lên tiếng giúp Việt Nam phản đối Trung Quốc mà chỉ có các nước dân chủ như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Úc vẫn kiên trì đưa ra các biện pháp cụ thể để hỗ trợ Việt Nam đấu tranh với Trung Quốc trên biển Đông và ủng hộ Việt Nam trên trường quốc tế. Vậy thì, Đảng và chính phủ Việt Nam cũng không nên tiếc rẻ gì thứ chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội ngoại lai đó, hãy vứt bỏ chúng và cùng nhân dân trên thế giới xây dựng một châu Á hòa bình, văn minh, bình đẳng và tự do cho trên 90 triệu người dân Việt Nam rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời Báo .de ngày hôm nay, thứ ba ngày 19 tháng 11 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại bình luận và hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook Thời Báo .de để luôn nhận được những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.